Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cách hoàn toàn mới, đó chính là cái từ pháp theo kiểu học hay và dùng ngay. Make có nghĩa là làm, love là tình. Vậy thì make love là yeah, làm tình. Hey guys, it's Shalina from ILO English. Xin chào các bạn, và ngày hôm nay chúng ta sẽ được học tiếng Anh thông qua bài hát, một phương pháp học giúp cho các bạn học tiếng Anh cực kỳ vui mà lại vô cùng hiệu quả. Và bài hát ngày hôm nay sẽ là bài Remember When. So let's get started. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cách hoàn toàn mới, đó chính là cái từ pháp theo kiểu học hay và dùng ngay. Chúng ta sẽ phân tích bài hát này, học từ vựng cấu trúc của nó, và cô sẽ đào sâu vào cái cấu trúc đấy để các bạn có thể dùng được trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta cũng chỉ học một phần trong bài Remember When thôi, cô chọn ra cái phần nào mà các bạn có thể học được nhiều nhất. So let's start. Cái đoạn đầu tiên của chúng ta chính là đoạn này. Và trước khi bắt đầu thì cô sẽ hát bài này để tặng cho các bạn, thực ra là hát đoạn này để tặng cho các bạn để chúng ta có thể học nó tốt hơn nhá. So let's sing. Remember when có nghĩa là nhớ khi mà I was young, anh còn trẻ, and so were you, và em cũng còn trẻ, and time stood still, và dường như lúc đấy thời gian đã ngừng trôi, and love was all we knew, lúc đấy tình yêu là tất cả những gì mà chúng ta biết, không để ý gì xung quanh nữa, chỉ còn tình yêu giữa chúng ta mà thôi, and you were the first, so was I. We made love. Các bạn có biết câu này là gì không? Cụm này là cụm rất là hay nha. Make có nghĩa là làm. Love là tình. Vậy thì make love là yeah, làm tình. Wow. Okay, that's right. So we made love. Đây là anh ấy đang kể lại đúng không? Cho nên sẽ là made love. Chúng ta ABC với nhau. And then you cry. Và rồi em bật khóc. Why? Remember when, nhớ lúc đấy đúng không? You were the first, tức là em là lần đầu tiên và anh cũng là lần đầu tiên. Hoặc là em là người đầu tiên của anh và anh cũng là người đầu tiên của em. Đó, nó kiểu kiểu như vậy. Rồi, các bạn chỉ cần ghi nhớ những cụm từ sau này. Đầu tiên là so were you, là chính là cái mà cô sẽ tập trung vào ngày hôm nay. Tiếp theo, có một cụm từ đó là time stood still. Stood là quá khứ của từ stand. Stand là đứng và still là im. Đó, đứng im, đứng yên lặng, đứng tĩnh. Đó, thì đấy là cái cụm từ time stood still. Các bạn có thể dùng cái cụm này trong giao tiếp được. Ví dụ như nói là stand still, đứng im. À, hay là nghiêm. Ok. Rồi, everything is, các bạn chỉ cần nhớ là mình nối âm này. Love was all we knew. You were the first, so was I. Was I. So, you were love and then you cried, remember when. Ok. So were you, you were now. Ok, đó. Rồi, vậy thì tiếp theo cái cụm từ mà chúng ta sẽ học sâu vào đó chính là so were you. I was young, anh lúc đó còn trẻ và em cũng vậy. Các bạn rất hay nhầm lẫn giữa những cái từ như là từ so và to. Cái thứ hai đó là either và neither. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay. Rồi, so và to, tất cả những từ này đều có nghĩa là cũng
chúng ta dùng khi mà mình muốn đồng ý với ai về việc gì đó. Ví dụ như là I love you, và người kia nói là I love you too, em cũng yêu anh. À, tuy nhiên bốn từ này nó sẽ dùng trong bốn trường hợp khác nhau. So và to chúng ta dùng ở câu khẳng định, và either và neither, neither là dùng cho câu phủ định. Nếu như các bạn dùng giọng Anh thì nó sẽ là either và neither. Còn trong tiếng Anh Mỹ nó sẽ là either và neither. Ok, các bạn đọc kiểu nào cũng được. Rồi, trong câu khẳng định, ví dụ chúng ta nói là I love you. Người kia sẽ nói là I love you too. Thì cái từ to này dùng cho câu khẳng định và nó luôn luôn đứng ở cuối câu. Rất là nhiều bạn nghĩ là từ to này có nghĩa là cũng phải dùng cho tất cả các loại câu. Cho nên khi người ta nói là I don't love you, mình cũng nói là I don't love you too. Tao cũng thích mày, tao cũng không thích mày. Thì dùng từ to là nó không hợp lý, đúng không? Ok, lúc đấy chúng ta phải dùng một trong hai từ này. Nhưng mà học sau nhá. Rồi, còn ý, trường hợp thứ hai, nếu như các bạn dùng từ sir, I love you, thì người kia sẽ nói là so do I. Ok, lúc này từ so lại đứng ở chỗ nào hả các bạn? Yeah, that's right, nó đứng ở phần đầu. Và sau so sẽ là một trợ động từ của cái động từ chính ở cái câu trước này này. Đấy, và chủ ngữ thì lại xuống ở đứng cuối, như kiểu nó đảo ngược lại ấy. Nếu như cái động từ này là một động từ thường thì trợ động từ nó sẽ là từ do hoặc là does. Nếu như đây là quá khứ, ví dụ I loved you, ngày xưa anh đã từng yêu em. Đấy, thì chỗ này mình sẽ trợ động từ của cái từ quá khứ sẽ là gì? Là gì? Did, so did I. Ngày xưa em cũng yêu anh. Đó. Hay là ví dụ như đây là câu này đi. I was a beautiful girl. Tôi là một cô gái xinh đẹp. Có ai nói thế này không nhỉ? Tự sướng quá đúng không? Ok, thì cái người kia cũng nói là so. Lúc này trợ động từ sẽ là to be rồi. So was I. À, ngày xưa tớ đã từng là một cô gái xinh đẹp. Thì ngày xưa tớ cũng thế. So was I. Đó, thì trợ động từ và cái ngân động từ này vẫn là cái người đấy. Ok, rồi đó là phần về so và to. Đây các bạn thử dịch nha. Tôi không thích sầu riêng. Sầu riêng là gì? Đó là durian. Oh, sorry, I love durian. Tớ rất thích sầu riêng. Người kia sẽ nói so do I, tớ cũng thế. Hoặc là I love a durian too, hoặc là I love it too. Ok, hoặc là I do too. Các bạn có thể dùng ở đây I love you, mình cũng có thể nói là I do too. Cái từ do ở đây nó sẽ là thay thế cho cái từ love này. Nói chung là các bạn cứ dùng kiểu I love you too đi cho nó dễ. Ok, rồi, và chúng ta đến cái phần thứ hai, đó là either và neither. Ok, đây nó là một cái rất là interesting, rất là thú vị này. Bởi vì ngày xưa gần như chúng ta rất là ít khi học về cái này. Và kể cả cô cũng thế, khi học cấp 3, mình cảm thấy là cái này khó nhớ, thì chả hiểu khi nào thì dùng either, khi nào thì dùng neither. Nhưng các bạn chỉ cần nhớ hai từ này khác nhau ở vị trí đứng của nó ở trong câu. Ví dụ như là cô sẽ nhớ được đây câu phủ định nhá. Ví dụ chúng ta có câu là ví dụ như là I don't like durian. Tôi không thích ăn quả gì đây, sầu riêng đúng không? Actually I love durian. Thực ra là ngoài đời là cô rất là thích ăn sầu riêng này, cho nên hay lấy cái từ đó này. I don't like durian. Nếu như các bạn dùng câu either này, either nó sẽ đứng ở cuối câu, nó giống như từ to, giống như từ to này nhá. Thì chúng ta sẽ nói là I don't like it either. Đấy, tóm lại là thay cho từ to, thế thôi. Ok.
Còn nếu như chúng ta dùng từ neither thì nó lại đứng ở đầu câu. Các bạn nhớ cho cô cái điều này này, đó là neither sẽ bằng not either, not either. À, cho nên là chỗ này chúng ta không cần phải dùng từ not ở trong câu nữa, mà chúng ta sẽ nói là neither do I. Đấy, neither cũng cộng với vật trợ động từ và cộng với cái chủ ngữ đấy. Neither do I. Tôi cũng không thích. Đấy, câu này là tôi cũng không thích. Ok, thực ra là từ neither có nghĩa là cũng không thì đúng hơn. Ok, ví dụ như mình bảo là I don't like handsome men. Tôi không thích những người đàn ông nào mà đẹp trai. Mình nói là gì? Neither do I. Tớ cũng thế, tớ chỉ thích dai bình thường thôi, tớ chỉ thích dai giàu thôi, còn đẹp trai không có trọng đúng không? Ok, thì đấy là cái phần neither. Thử một vài câu nhá. I don't like you. Tôi không thích anh. Neither do I. Tớ cũng không thích cậu. Ok, rồi hay là gì nhỉ? I like English. Tớ rất là thích tiếng Anh. Và các bạn trả lời là so do I. Hoặc là I like it too. Ok. Rồi, hay là một câu gì nữa nhỉ? Tớ thích chụp ảnh đi. I like taking photos. Thì so do I. Ok, còn trong bài này, trong bài này thì các bạn thấy là nó ở thì gì đây? Thì quá khứ đơn đúng không? Thì lúc này trợ động từ nó cũng sẽ là trợ động từ quá khứ. Thì các bạn vẫn thấy nó theo đúng quy tắc so cộng với trợ động từ cộng với chủ ngữ đúng không? Trợ động từ lúc này là were, bởi vì là nó đi với chủ ngữ là you. So were you. I was young. I lúc đấy còn trẻ và so were you. Và em cũng còn trẻ. Hãy tương tự câu này thế. You were the first. Em là người đầu tiên của anh, là lần đầu của anh. Và so was I. Anh cũng thế. Ok, rồi các bạn chỉ cần lưu ý cái từ neither và either hơn một chút là được. Rồi, so I think that's it for today. If you have any questions, leave it in the comment section. If I see it, I will answer your questions. Ok, nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn cứ để ở cái phần câu hỏi bên dưới thì cô sẽ trả lời những câu hỏi này nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ like, subscribe và thả tim để chúng ta được kết nối với nhau. Và nhớ share với bạn bè của mình để chúng ta kiếm cả học chung tiếng Anh với nhau nhé. Ok, so that's it for today. Thank you very much for watching this video and hope you like it and see you next time.